Sau một tháng giao tranh, Israel đang đứng trước áp lực to lớn nhất. Cuộc chiến với Hamas chắc chắn ác liệt. Tuy nhiên, mặt trận ngoại giao cũng nhiệt ngã không kém. Trong khi Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas bắt 1.000 người dân Gaza làm con tin ở bệnh viện, giới chức Palestine mô tả cảnh tượng đau đớn, kinh hoàng. Nhiều cơ sở y tế bị Israel anh kích, xe tăng siết phòng vây. Hệ thống y tế Gaza đang sụp đổ đến không thể cứu vãn, tính mạng người dân như ngàn cân treo sợi tóc. vào lúc đó, Tổng thống Pháp gây áp lực với Israel kêu gọi ngừng bắn ở Gaza vì đây là giải pháp duy nhất. Đồng thời, áp lực dư luận cũng khiến Mỹ điều chỉnh thái độ với Israel. Mặt khác, Tổng thống Iran cáo buộc Mỹ thổ lửa chiến tranh ở Trung Đông. Còn về chiến sự Đông Âu, trực thăng tấn công cá sấu của Nga tiếp tục thống trị bầu trời. Tỷ phú Musk cảnh báo, nếu cố chấp, ông Zelensky sẽ không được lịch sử ghi công. Tình nóng khác, căng thẳng gia tăng giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Tất cả sẽ có trong chương trình Toàn cảnh chiến sự ngay sau đây. Trong diễn biến tấn công mới nhất, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 11 tháng 11 thông báo triệt hạ một chỉ huy Hamas đã thủ phạm bắt giữ khoảng 1.000 cư dân Gaza tại bệnh viện Rantisi làm công tin. IDF tuyên bố, nhờ thông tin tình báo do Sinbad và Tổng cục tình báo quân đội Israel thu thập, tiểu đoàn Givati đã chỉ đạo một máy bay chiến đấu tiến hành tấn công. Hai ngày trước, IDF cho biết chỉ huy Hamas này đã ngăn cản 1.000 người Palestine sơ tán khỏi bệnh viện Shantisi, nằm ở phía bắc Gaza. Trong thông báo mới, IDF cho biết Siam bị hạ sát khi đang ở nấu tại trường on Purat ở thành phố Gaza, cùng với các thành viên Hamas cấp dưới. IDF cho biết thêm, Ahmed Siam một lần nữa chứng minh rằng Hamas sử dụng dân thường ở dãy Gaza làm đã trắng. Mặt khác, IDF nói lữ đoàn bộ binh Golani đã chiến đấu ác liệt với tiểu đoàn Sabra Tel on Hawa của Hamas trong những ngày gần đây. Nhiều cuộc đột kích được Israel tiến hành ở phần phía nam của khu phố Sheikh Islin thuộc thành phố Gaza Quân đội Israel cho biết đang tiếp tục triệt hạ tay súng Hamas và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm các đường hầm, bệ phóng rocket, kho vũ khí và trạm quan sát. Phía Hamas chưa đưa ra bình luận, nhóm này nhiều lần bắt bỏ cá buộc trà trộn vào khu dân cư để ẩn nấu và phục kích Israel. Ông Mustafa on Khalo, người đứng đầu bệnh viện on Nasser và bệnh viện nhi on Shantisi ở phía bắc Gaza, nói trên đài CNN rằng Hai cơ sở y tế này đang bị xe tăng Israel bao vây. Giám đốc bệnh viện ông On nói: "Chúng tôi bị bao vây hoàn toàn, có xe tăng bên ngoài bệnh viện và chúng tôi không thể rời đi. Khu vực hợp bệnh viện nằm gần khu phố Sét, Ratzwan và trại On Satin. Hiện các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra nảy lửa giữa Hamas và IDF." Theo các thông báo của cả hai bên. Trong khi đó, ông On nói thêm về tình hình bệnh viện: "Chúng tôi không có điện, không có oxy cho bệnh nhân." không có thuốc và nước uống. Chúng tôi không biết được số phận của mình. Ông kêu gọi hội chủ thập đỏ hỗ trợ sơ tán. Lời kêu gọi đưa ra sau khi có báo cáo về các cuộc anh kích ở địa điểm xung quanh hai bệnh viện khác ở phía bắc Gaza. Trong một tuyên bố trên Facebook, Bệnh viện Onada cho biết, do lực lượng Israel nhắm mục tiêu vào khu vực gần Bệnh viện Onada và Bệnh viện Indonesia, 10 nhân viên y tế đã bị thương, cơ sở hạ tầng bị hư hại và chính phương tiện bị ảnh hưởng. Trong số này có hai xe cứu thương bị hư hỏng hoàn toàn. Trong một tuyên bố khác, Hiệp hội Trăng lửa Liềm Đỏ Palestine PRCS cho biết một trong những tình nguyện viên của họ đã bị thương và hai xe cứu thương không thể sử dụng được trong một cuộc tập kích gần bệnh viện on Ada. ADF đã nhiều lần kêu gọi dân thường di chuyển về phía nam qua đi Gaza. Tuyến đường thủy chi các trung tâm giải Gaza, khi Israel tăng cường tấn công vào thành phố Gaza nói riêng và phía bắc vùng lãnh thổ Palestine nói chung. ADF khẳng định Hamas đang ẩn mình vào cơ sở hạ tầng dân sự, và Israel vẫn phải tấn công Hamas bất cứ khi nào cần thiết. Khi CNN đặt câu hỏi về các xe tăng bố trí xung quanh bệnh viện Nhi On Nasser và bệnh viện On Jantisi, một phát ngôn viên của IDF nói rằng lực lượng này hiện đang tham gia vào trận chiến khốc liệt chống lại Hamas và không thể giải đáp mọi thắc mắc. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC hôm 10 tháng 11 đánh giá hệ thống y tế ở Gaza đã đến mức không thể cứu vãn. ICRC cảnh báo hệ thống y tế quá tải, thiếu nguồn cung cấp dịch vụ điều trị và ngày càng trở nên không an toàn. Tình trạng này gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng nghìn người bị thương, bệnh tật và phải di dời. Theo ICIC, các cuộc tấn công vào cơ sở y tế của Israel gần đây đã dán một đòn nặng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Gaza, vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng sau hơn một tháng giao tranh ác liệt. ICRC đặc biệt lo lắng về tình hình tại bệnh viện chuyển tuyến lớn nhất ở giải Gaza, bệnh viện Onsifa ở thành phố Gaza. Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm 11 tháng 11 nói với CNN, bệnh viện Al-Shifa hiện đã không còn hoạt động khi từng năm của tòa nhà phẫu thuật bị pháo kích nặng nề và nhân viên y tế không thể di chuyển trong khuôn viên. Israel trước đây đã cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự như bệnh viện làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công rocket. Phía Hamas phủ nhận. Tổ chức Bảo vệ Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc, UNICEF, hôm 10 tháng 11 nói rằng, mạng sống của một triệu trẻ em Gaza hiện đang ngàn cân treo sợi tóc. UNICEF cho biết, trong 24 giờ qua Hoạt động chăm sóc y tế tại bệnh viện Nhi Onshatiyeh và Onnaser gần như đã ngừng hoạt động, chỉ có một máy phát điện nhỏ cung cấp năng lượng cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Truyền thông Israel đưa tin, lực lượng phong vệ IDF ngày 11 tháng 11 khẳng định đã mở rộng thời gian tạm ngừng bắn cục bộ ở phía bắc giải gaza để tạo điều kiện cho người Palestine sơ tán về phía nam. Người phát ngôn tiếng Ả Rập của IDF, Trung tá Avi Charei, viết trên mạng xã hội X rằng đường Salah Adin sẽ mở cửa cho việc di chuyển về phía nam trong tổng cộng 7 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Những ngày trước đó chứng kiến hành lang nhân đạo Salah Adin mở cửa từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ. Ông Are cho biết IDF cũng sẽ cho phép người Palestine sơ tán đến miền nam Gaza thông qua con đường ven biển của giải Gaza. Ngoài ra, ông cho biết IDF sẽ thực hiện tạm dừng chiến thuật trong các hoạt động quân sự. Tại trại tị nạn Sebalia từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, ngày 11 tháng 11, để người dân có thể tiếp cận các hành lang nhân đạo để sơ tán về phía Nam. Trước đó, ngày 10 tháng 11, bà Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ của Palestine, đã mô tả quyết định của Israel về tạm ngừng bắn vì nhân đạo và giờ mỗi ngày là không đáng tin và rất tàn nhẫn. Bà Albanese nói, đã có những vụ đánh bom liên tục, 6.000 quả bom mỗi tuần trên dải Gaza, trên mảnh đất nhỏ bé này, nơi có nhiều người bị mắc kẹt và hứng chịu sức tàn phá rất lớn sẽ không có đường quay lại sau những gì Israel đang làm với giải Gaza. Vì vậy, 4 giờ ngừng bắn, vâng, để mọi người thở và ghi nhớ âm thanh của cuộc sống không có bom đạn trước khi bắt đầu lại các vụ anh kích. Nó thực sự rất cay độc và tàn nhẫn. Bà Albanese nói thêm, hơn 100.000 người Palestine đã tận dụng thời gian tạm nghỉ để di chuyển về phía Nam trên các tuyến đường an toàn trong những ngày gần đây. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV ngày 9 tháng 11 phát sóng hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt của Israel đang được triển khai ở miền Nam, sẵn sàng đánh chặn rocket do Hamas phóng từ giải Gaza. Địa điểm đặt vòm sắt nằm cách giải Gaza khoảng 15 km trong đoạn phim của CCTV, bị phóng được nhìn thấy gần như dựng thẳng đứng, trong khi hệ thống radar của vòm sắt được chất lên một chiếc xe tải gần đó. Sau khi radar phát hiện rocket đang bị tới, hệ thống vòm sắt sẽ phóng tên lửa để đánh chặn chúng. Theo CCTV, việc triển khai gần đây nhằm đảm bảo an ninh cho miền Nam Israel, đặc biệt là các khu vực gần Gaza khi xung đột leo thang bên trong giải đất này. Phóng viên CCTV cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc xung đột Palestine-Israel đã kéo dài hơn một tháng, nhưng Hamas vẫn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Israel. Hôm thứ Tư, cầu báo động không kích đã vang lên 7 lần tại một thị trấn của Israel gần Gaza. Tờ Time of Israel sáng ngày 11 tháng 11 đưa tin, một loạt rocket lại tấn công những cộng đồng dân cư nằm xung quanh Gaza hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Vào chiều hôm trước 10 tháng 11, vụ tấn công rocket kết nhằm vào thành phố Tel Aviv của Israel đã khiến hai người bị thương sau khi Hamas cho biết đã tập kích nhắm mục tiêu sâu trong Israel. Các nhân viên y tế từ dịch vụ xe cứu thương Megan David Adam cho biết, hai phụ nữ ở Tel Aviv bị thương do mảnh đạn sau khi rocket bị hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel đánh chặn. Hai nạn nhân hiện ở trong tình trạng tốt và đang được điều trị tại bệnh viện địa phương. Theo Reuters, người dân nhìn thấy rocket bay qua Tel Aviv vào lúc hơn 1 giờ rưỡi chiều. Hamas nói vụ tập kích nhằm đáp trả Israel gây tăng thương ở Gaza. Quân đội Israel cho biết khoảng 9.500 tên lửa, rocket và máy bay không người lái đã bắn vào Israel từ Gaza và các mặt trận khác kể từ ngày 7 tháng 10. Trong số đó, 2.000 vật thể đã bị bắn hạ. Những vật thể khác bị bỏ qua sau khi hệ thống thông minh của Israel đánh giá là không gây nguy hiểm. CNN ngày 10 tháng 11 dẫn lời một quan chức cấp cao Hoa Kỳ giấu tên cho biết, các bên đàm phán với Israel và Hamas đang kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều ngày ở Gaza, đổi lại một nhóm lớn con tin sẽ được giải thoát. Theo nguồn tin, nếu đạt được thỏa thuận, các con tin sẽ lần lượt rời khỏi Gaza theo từng giai đoạn, với ưu tiên dành cho các nhóm dễ bị tổn thương hơn như trẻ em và phụ nữ. Quá trình này dự kiến sẽ mất nhiều ngày. Tuy nhiên, quan chức Mỹ hé lộ, các cuộc đàm phán có thể bị đình trệ hoặc chuyển xấu bất cứ lúc nào chẳng có gì chắc chắn cả, nguồn tin nói với CNN. Quan chức này cho biết nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất và có thể sẽ mất vài ngày để đạt được thỏa thuận, kể cả trong trường hợp tốt nhất. Đó nói là trong lúc tạm phán, Israel vẫn không chùng bước trong cuộc tấn công vào Gaza. Các phóng viên CNN đã chứng kiến một cuộc pháo kích dữ dội của lực lượng Israel ở Gaza vào cuối ngày thứ Sáu. Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, chính phủ Israel xem sự tấn công mạnh mẽ là cách khiến Hamas thả con tin. Cựu đại sứ Israel, Mark Geriff, nói trên đài MSNBC rằng, chúng tôi nghĩ tăng áp lực với Hamas sẽ là cách để đưa con tin ra ngoài, phải khiến chúng hiểu rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công rất mạnh mẽ. Trong các tuyên bố công khai, Thủ tướng Israel, Netanyahu, tuyên bố sẽ không có lệnh ngừng bắn nếu Hamas không thả con tin. Mỹ, Israel và Hamas với Qatar đóng vai trò trung gian quan trọng đã tham gia các cuộc đàm phán trong nhiều tuần về việc giải thoát con tin khỏi Gaza. Hiện các quan chức Qatar và Israel không trả lời yêu cầu bình luận về tiến trình đàm phán. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo thế giới mới nhất kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Trong bài phỏng vấn được BBC phát sóng ngày 10 tháng 11, ông Macron tuyên bố Israel phải ngừng ném bơm Gaza và gây đau thương cho người dân. Tổng thống Macron phát biểu, hãy nói rõ Tôi là một trong những người đầu tiên gọi điện trực tiếp cho Thủ tướng Israel Netanyahu sau vụ tấn công kinh hoàng ngày 7 tháng 10. Chúng tôi đã lên án vụ tấn công, đồng thời công nhận quyền tự vệ và phản ứng của Israel. Nhưng cũng trong những ngày đầu tiên đó, chúng tôi nói rằng phản ứng của Israel vào cuộc chiến chống Hamas cần phải tuân thủ các quy tắc quốc tế, quy tắc chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế. Nhưng rồi, ngày qua ngày, những gì chúng tôi chứng kiến là các vụ đánh bom thường xuyên nhằm vào Gaza. Tôi nghĩ lệnh ngừng bắn sẽ là phương án duy nhất mà chúng ta có, bởi vì không thể chống Hamas bằng cách tiếp tục gây tăng thương cho người dân vô tội. Ông Macron nói thêm, trong những ngày đầu tiên, một cách rất thành thật, lòng trắc ẩn đã khiến tất cả chúng ta ủng hộ Israel và chia sẻ nỗi đau với họ. Dù vậy, không điều gì có thể biện minh cho hành động tấn công dân thường. Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo Mỹ, Anh và các đồng minh cùng tham gia lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, Ông Macron đáp, tôi hy vọng họ sẽ làm vậy. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 10 tháng 11 bày tỏ quan ngại về số nạn nhân thiệt mạng ở Gaza tăng cao. Theo CNN, tuyên bố này đánh dấu một chuyển biến nhỏ nhưng đáng chú ý trong giọng điệu và thái độ Washington đối với chính phủ Israel. Trong nhiều tuần, chính quyền Tổng thống Biden đã ủng hộ mạnh mẽ cuộc tấn công quân sự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đáp trả thảm kịch mà Hamas gây ra. Nhưng khi Israel bao vây và con số thương vong không ngừng tăng cao, đồng thời bùng nổ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, quy mô lớn trên toàn cầu, tất cả đã khiến Nhà Trắng phải điều chỉnh thông điệp của mình. Trong chuyến công du New Delhi, Ngoại trưởng Blinken phát biểu, có quá nhiều người Palestine đã bị cướp đi sinh mạng, có quá nhiều người phải chịu đựng trong những tuần qua. Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để ngăn ngừa tổn hại cho họ, và tối đa hóa sự hỗ trợ dành cho họ. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Israel về các bước cụ thể cần thực hiện. Ông Blinken nói, Nhà Trắng hôm thứ Năm cho biết, Israel đã đồng ý tiến tới tạm dừng các hoạt động quân sự trong vài giờ mỗi ngày tại các khu vực phía Bắc Gaza để cho phép người dân tích trữ nhu yếu phẩm hoặc sơ tán. Tuy nhiên, áp lực của Hoa Kỳ với Israel đã không đạt được các mục tiêu như kỳ vọng. Theo CNN, dù nhà nước Do Thái được cho là đã điều chỉnh kế hoạch tấn công theo lời khuyên của đồng minh. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 11.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Trong khi đó, tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm London, Istanbul, New York, Baghdad và Rome, hàng vạn người đã xuống đường ủng hộ Palestine và kêu gọi ngừng bắn. Theo CNN, nhiều cuộc biểu tình nữa đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này. Trong cuộc biểu tình ở Washington DC vào cuối tuần, đám đông khổng lồ đã vẫy cờ Palestine và mang theo các biểu ngữ, hãy để Gaza được sống một số người biểu tình đã gửi thông điệp trực tiếp với Tổng thống Biden, kêu gọi ông không trốn tránh. Họ cũng nhấn mạnh, không ngừng bắn, không bỏ phiếu, nhắc đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Về việc này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác, tổ chức, chuyên gia, nhà phân tích và những người có quan điểm khác nhau để lắng nghe những mối quan ngại của họ, đảm bảo rằng chúng tôi hiểu họ khi phát triển chính sách. Những lo ngại về xung đột ngày càng mở rộng và khả năng ứng phó của Hoa Kỳ đang rất được cử tri quan tâm. Theo CNN, thêm một bức điện ngoại giao, chính quyền ông Biden đã nhận được những cảnh báo rõ ràng từ các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở các nước Ả Rập. Thông điệp chính là sự ủng hộ dành cho Washington ở thế giới Ả Rập có thể giảm mạnh trong một thế hệ nếu xử lý sai cuộc chiến Israel và Palestine. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm thứ Bảy, 11 tháng 11, vừa đến Ả Rập Saudi để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh về chiến sự Gaza. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên tới Riyadh của một nguyên thủ quốc gia Iran, kể từ khi hai nước chấm dứt nhiều năm thù địch, thêm một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 3. Về xung đột Gaza, Tổng thống Raisi nói, đấu trường này không còn chỗ cho khẩu chiến, không thể chỉ tiếp tục đưa ra lời nói và tuyên bố quan điểm, đã tới lúc hành động. Hiện nay, sự thống nhất của quốc gia Hồi giáo, sự thống nhất của các quốc gia Hồi giáo là rất quan trọng. Ông nói thêm, nhiều cơ quan của Hoa Kỳ đã tuyên bố họ không muốn chiến tranh mở rộng. Họ gửi thông điệp tới chúng tôi và các nước khác rằng chiến tranh không nên mở rộng. Thế nhưng, tuyên bố này hoàn toàn không phù hợp với hành động của họ. Người Mỹ đã cung cấp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh Israel phạm tội ác ở Gaza. Cỗ máy chiến tranh này thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Iran tiếp tục cáo buộc, Hoa Kỳ là nước ngăn chặn lệnh ngừng bắn ở Gaza, là nước mở rộng chiến tranh, cốt rễ của tất cả những điều này đến từ Hoa Kỳ. Hàng chục người Israel ở Tel Aviv hôm thứ Bảy đã diễu hành hàng dặm. Một số người không mang giày khi tham gia biểu tình. Họ kêu gọi sự tự do cho gia đình Roman Gat, người bị Hamas bắt làm con tin. Roman Gat, 35 tuổi, mang hai quốc tịch Israel và Đức, đã bị bắt cóc từ Kisbun Berry. Chồng và con gái 3 tuổi của cô đã trung thoát. Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ nhìn thấy cô chạy chân trần khỏi các chiến binh Hamas. Nhiều người thân, bạn bè của Roman Gat đã đi bộ suốt tuyến đường qua trung tâm Tel Aviv vào sáng thứ Bảy họ cũng đi trên đôi chân trần. Anh trai Lyri của Roman Gat nói rằng, cuộc tuần hành với bạn bè của cô tổ chức, gia đình đã nhận được xác nhận chính thức từ chính phủ Israel rằng Roman Gat vẫn đang bị bắt làm con tin ở Gaza. Họ không biết tình trạng của cô ấy ra sao, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Theo gia đình, Roman Gat và chồng con tương rời khỏi Berry một tháng trước thảm kịch. Họ chỉ vừa mới về thăm nhà vào buổi sáng định mệnh 7 tháng 10. Bốn binh sĩ Israel bị thương nặng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do nhóm vũ trang Herbolab ở Liban thực hiện, nhắm vào các vị trí quân đội ở miền Bắc Israel hôm thứ Sáu, 10 tháng 11. Cụ thể hơn, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, ba binh sĩ bị thương nặng sau khi một tên lửa chống tăng dẫn đường phóng từ Liban băng trúng một đồn quân sự gần cộng đồng phía Bắc Menara vào sáng thứ Sáu. Cuối ngày hôm đó, một binh sĩ khác bị thương nặng và người thứ hai bị thương khi một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ tấn công một nhóm binh sĩ ở biên giới phía Bắc. Toàn bộ binh sĩ Israel đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. IDF cho biết 3 máy bay không người lái đã được phóng từ Liban, trong đó một chiếc đã bị hệ thống phòng không vòng sắt đánh chặn. Một máy bay tự hành khác tấn công những người lính, trong khi chiếc thứ ba dường như rơi xuống bãi đất trống. Máy bay không người lái đã kích hoạt cờ báo động ở một số thị trấn thuộc vùng thượng Galilee. Nhóm Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Cũng trong ngày thứ sáu, súng cối đã được bắn từ miền Nam Liban vào ngôi làng Ả Rập on Aramsi ở phía Bắc, không gây thương tích hay thiệt hại. IDF vào tối thứ Sáu cho biết họ đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm của Herbolab ở miền Nam Liban để đáp trả các cuộc tấn công. Kể từ ngày 8 tháng 10, nhóm Herbolab do Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày vào biên giới phía Bắc của Israel, nhưng đến nay tránh được cuộc chiến tổng lực. Israel cũng đã cố gắng kiềm chế hỏa lực, tránh leo thang căng thẳng và tự khiến mình rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch, vừa đánh Hamas ở miền Nam, vừa đối đầu Herbolab ở miền Bắc. Iran hậu thuẫn hai nhóm Hồi giáo này nhưng tuyên bố không liên quan trong thảm kịch ngày 7 tháng 10. Các cuộc giao tranh gia dẳng dọc biên giới israel liban đã khiến hai thường dân do Thái và sáu binh sĩ IDF thiệt mạng. Về phía Liban, hơn 80 người đã thiệt mạng, gồm ít nhất 68 thành viên Herbolab, 8 kẻ tấn công người Palestine, một số dân thường và một nhà báo của Reuters. Chuyển sang cập nhật tình hình chiến trường Ukraine. Theo hãng tin Sputnik News, trực thăng tấn công trinh sát K-52 của Nga vẫn đang thống trị bầu trời trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, sử dụng nhiều loại đạn dược để tiêu diệt các mục tiêu của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tiếp tục công bố đoạn phim cho thấy trực thăng K-52 tấn công các vị trí của Ukraine sau khi màn đêm buông xuống. Trong quá trình hoạt động quân sự, các phi công đã sử dụng tên lửa dẫn đường và không dẫn đường ở độ cao cực thấp. Kết quả là các vị trí và thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy một cách chính xác. Trực thăng tấn công K-52 còn được gọi là cá sấu, có thiết kế phù hợp để trinh sát chiến trường và phối hợp thực hiện các cuộc không kích. Chiếc trực thăng này còn có khả năng tấn công các vị trí kiên cố và tiêu diệt xe tăng địch bằng đạn xuyên giáp. Ông chủ Tesla, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, mới đây khuyên rằng Tổng thống Zelensky nên tránh để thanh niên Ukraine bỏ mạng oan uổng trên chiến trường. Bình luận của ông Musk đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công đang thiếu lửa của Kiev mà phía Moscow tuyên bố đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Cụ thể, trong một chương trình Postcard đăng hôm thứ Sáu, tỷ phú công nghệ được hỏi liệu ông có tin Tổng thống Zelensky nên đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Ông Musk không đưa ra câu trả lời trực tiếp, nhưng nói là chỉ khuyên ông Zelensky đừng gửi đóa hoa của tuổi trẻ Ukraine vào cái chết ở chiến hào, bất kể Tổng thống Ukraine có muốn đối thoại với lãnh đạo Điện Kremlin hay không. Ông Musk nói thêm, bất cứ ai theo đuổi cuộc tấn công sẽ mất đi rất nhiều binh sĩ và lịch sử sẽ không có thiện cảm với họ. Trước đó, ông Musk nói cuộc phản công của Ukraine mang lại quá nhiều cái chết mà chỉ thu được kết quả rất ít. Theo đài RT, Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev. Dù trong mùa thu năm ngoái, ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga, nhưng nào ông Putin vẫn còn nắm quyền. Cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành từ đầu tháng 6 nhưng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính tổn thất của Kiev lên tới hơn 90.000 quân nhân, đồng thời nhuệ sĩ binh sĩ đã giảm mạnh. Đầu tháng này, tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thừa nhận, quân đội Kiev khó đạt được bước đột phá trừ khi có được lợi thế công nghệ so với Nga. Thị trưởng thủ đô Kiev của Ukraine, ông Vitaly Grishko cho biết, thành phố bị oanh kích hôm thứ Bảy, 11 tháng 11, nhiều vụ nổ lớn xảy ra nhưng chưa có thông tin về thương vong. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào Kiev kể từ cuối tháng 9. Những vụ nổ mạnh xảy ra ở tả ngạn thủ đô. Thị trưởng Chrisco viết trên ứng dụng Telegram đề cập đến tả ngạn sông Dnipro. Theo thông tin ban đầu, lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động chống lại tên lửa đạn đạo. Ông cho biết thêm, cảnh báo anh kích đã vang lên ở Kiev và khu vực lân cận chỉ vài phút trước khi nghe thấy tiếng nổ. Theo Reuters, chính quyền thành phố kêu gọi người dân ở yên trong nơi trú ẩn. Trong một diễn biến khác, quân đội Nga hôm 10 tháng 11 cho biết đã ngăn chặn kế hoạch của Ukraine nhằm xây dựng một đầu cầu ở sông Dnipro và trên các đảo lân cận, khiến khoảng 500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong tuần qua. Hiện không thể xác minh các tuyên bố của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 8 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc phản công của Ukraine đang đạt được một số tiến bộ dần dần ở miền Nam và miền Đông. Ông cho biết Ukraine đang thực hiện những bước đi tốt gần khu vực Kherson, Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết trong tuần này rằng Ukraine dường như đã tiến hành các cuộc tấn công khắp Dnipro vào giữa tháng 10. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng sẽ đến lúc diễn ra các cuộc đàm phán phía Ukraine với sự tham gia của Nga. Ông Macron không loại trừ khả năng thời cơ sẽ đến cho những cuộc đàm phán công bằng và tốt đẹp, đồng thời ông ủng hộ triển vọng, quay lại bằng đàm phán và tìm giải pháp với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Macron nói thêm, việc đưa ra quyết định hoàn toàn tùy thuộc vào Kiev ở thời điểm thích hợp. Tổng thống Pháp cũng nói, tất cả các nước nên tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông kỳ vọng, thời gian còn lại của năm 2023 sẽ rất quan trọng đối với cuộc phản công của Kiev. Theo BBC, ông Macron cảnh báo không nên để Nga giành chiến thắng vì nếu không, sẽ có một thế lực đế quốc mới ở châu Âu, có thể đe dọa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác. Kiev và Moscow chưa lên tiếng phản hồi những bình luận của ông Macron. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9 tháng 11 cho biết, Moscow sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, nhưng Kiev không có dấu hiệu sẵn sàng cho việc này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Bảy, 11 tháng 11 nhắc lại một tuyên bố của mình, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không được thắng trong cuộc chiến chống Ukraine. Ông nói, việc thay đổi biên giới bằng vũ lực không thể xảy ra ở châu Âu thêm nữa. Chúng tôi không chấp nhận hành động của Nga và chúng tôi đã phản ứng bằng sự thay đổi chính sách lớn. Điều đó có nghĩa là tiếp tục hỗ trợ Ukraine và bảo vệ an ninh quốc gia Đức, an ninh châu Âu. Tổng thống Putin không được phép thắng. Theo các quan chức Ukraine, Thủ tướng Scholz đưa ra tuyên bố này ở Magala chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine và khu vực lân cận. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, ông hy vọng sẽ có một hội nghị trong tháng 12 về vấn đề sản xuất vũ khí chung giữa Ukraine và Hoa Kỳ, nhà cung cấp viện trợ quân sự quan trọng nhất của Kiev. Theo Reuters, ông Yermak nói, đã có một thỏa thuận rất quan trọng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden. Tôi hy vọng vào tháng tới, một hội nghị sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ dành riêng cho việc sản xuất vũ khí chung với Ukraine. Ông đưa ra bình luận trên kênh truyền hình 1 cộng 1 của Ukraine. Kiev đang ưu tiên năng lực sản xuất quốc phòng, giữa bối cảnh lo ngại nguồn cung từ phương Tây có thể sụt giảm trong năm 2024 và xã Hưng. Họ cũng hy vọng có thể hợp tác liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí quốc tế để giúp hồi sinh ngành công nghiệp trong nước, vốn đình trệ do sự kém hiệu quả và thiếu minh bạch trong nhiều năm trước khi Nga tấn công hồi tháng 2 năm ngoái. Vào tháng trước, Ukraine đã thành lập một liên doanh quốc phòng với nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall AG của Đức để bảo trì và sửa chữa vũ khí phương Tây. Vào tháng 9, nước này đã tổ chức một diễn đàn công nghiệp quốc phòng quốc tế với hơn 250 nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Bloomberg đưa tin, Liên minh châu Âu sẽ không đạt được mục tiêu cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3 tới. Các quan chức EU trước đó cam kết sẽ tăng cường vận chuyển đạn dược thông qua chuyển giao trực tiếp và thỏa thuận với khu vực tư nhân. Cơ quan hành động đối ngoại châu Âu đã thông báo cho các quốc gia thành viên về tiến độ chậm trễ của việc cung cấp đạn dược trong tuần này. Theo Bloomberg, dẫn các nguồn tin dấu tình. EU từng hy vọng cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo 155 ly vào tháng 3 năm 2024. Nhưng cho đến nay, khối này cho rằng chỉ có thể cung cấp được 30% con số đó. Bên cạnh đó, các quan chức quốc phòng EU cũng sẽ nhóm họp vào tuần tới, thảo luận về đề xuất chi hàng tỷ euro viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Một số thành viên EU được cho là đã do dự trong việc cung cấp thông tin chi tiết về kho đạn dược của họ, và Brussels có thể sớm yêu cầu thêm thông tin lực lượng Ukraine đã đốt cháy nguồn cung đạn pháo và các thiết bị quân sự khác trong bối cảnh xung đột với Moscow không có dấu hiệu sớm kết thúc. Theo Ủy ban châu Âu, EU đã chi tổng cộng 83 tỷ euro viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự vào tháng 2 năm 2022. Moscow lập luận rằng các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành một bên tham gia cuộc chiến bằng cách cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện cho quân đội Kiev. Điện Kremlin tả xung đột Đông Âu là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Liên quan căng thẳng ở Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm thứ Bảy 11 tháng 11 cho biết họ sẽ duy trì nhiệm vụ tiếp tế thường xuyên cho thiền đồn trên bãi cỏ mây nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Manila nói các tàu tiếp vận sẽ tiếp tục đến bãi cỏ mây dù dự đoán sẽ có thêm nhiều tàu Trung Quốc tới khu vực này để cản trở. Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines, ông Jay Tarila, nói trong một cuộc họp báo rằng Manila vẫn thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế bất chấp số lượng tàu hạn chế của chúng tôi và bất chấp số lượng tàu mà Trung Quốc ngày càng tăng cường triển khai. Ông Jay Tarila phát biểu một ngày sau khi Philippines lên án hải cảnh Trung Quốc vì các hành động cường ép và diễn tập nguy hiểm vô cớ, bao gồm dùng vòi rồng chống lại một trong các tàu tiếp vận của Philippines. Phía Philippines cho rằng hành động của Trung Quốc không chỉ khiến mạng sống của người dân chúng tôi gặp nguy hiểm, mà còn đặt ra câu hỏi và sự nghi ngờ đáng kể về tính chân thành trong lời kêu gọi đối thoại hòa bình của nước này. Bất chấp vụ việc trên, chính phủ Philippines cho biết tàu của nước này đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáp lại đại sứ Trung Quốc tại Manila hôm thứ Bảy khẳng định, hai cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết đối với các tàu Philippines. Nhóm vũ trang NUG ở Myanmar ngày 9 tháng 11 đăng lên mạng xã hội một đoạn phim cho thấy lực lượng này đốt cháy một doanh trại chính phủ trong khu nhà tù Calais ở miền Bắc. Reuters không thể xác minh địa điểm hoặc ngày quay video. Theo NUG, các thị trấn ở vùng Sagan đang bị tấn công dữ dội khi xung đột leo thang với chính quyền quân sự. Tại Sagan, lực lượng phòng vệ nhân dân PDF, một phần của phiến quân NUG, cho biết đã nắm bắt quyền kiểm soát các tiền đồn của quân đội. Cùng lúc đó, Liên minh anh em, một nhóm vũ trang dân tộc, cũng tấn công mạnh mẽ vào băng San ở phía Bắc, gần biên giới Trung Quốc. Lãnh đạo quân sự Myanmar hiện phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ cuộc đảo chính năm 2021 khi các nhóm vũ trang tăng cường tấn công vào nhiều căn cứ của chính quyền trên khắp các khu vực phía Bắc và Đông Nam. Lãnh đạo quân sự Myanmar cảnh báo nước này có nguy cơ hỗn loạn và bị chia cắt nhưng không thể kiểm soát tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực phía Bắc, gần biên giới với Trung Quốc. Ngày 10 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ đảm bảo an ninh và ổn định tại biên giới với Myanmar, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar cần giao tranh ngay lập tức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bừng, khẳng định. Bắc Kinh đặc biệt quan ngại về giao tranh ở miền Bắc Myanmar và kêu gọi tất cả các bên liên quan phải lập tức ngừng bắn. Trung Quốc cũng nhiều lần kêu gọi sự hợp tác của Myanmar để duy trì ổn định tại khu vực biên giới hai nước. Máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider của không quân Hoa Kỳ với hình dạng độc đáo đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào thứ Sáu, 10 tháng 11. Đây là bước tiếp theo trong quá trình quân đội Hoa Kỳ trung ra phi đội máy bay ném bom tàng hình tầm xa có khả năng hạt nhân mới do Northrop Grumman Corp chế tạo. Theo Reuters, trong chuyến bay vừa qua, chiếc B-21 đã rời cơ sở của hãng Northrop tại nhà máy 42 không quân Hoa Kỳ ở Palmdale, California vào lúc mặt trời mọc. Theo đó, công chúng được lần đầu tiên nhìn thấy cận cảnh hoạt động bay B-21 vốn đã được phát triển trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Theo nguồn tin của Reuters, máy bay cất cánh lúc 6 giờ 51 phút sáng. Các lãnh đạo không quân Mỹ không thông báo chính thức về chuyến bay đầu tiên của B-21 nhưng khoảng bao chục người đam mê hàng không và các nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã tụ tập quanh nhà máy 42 vào thứ Sáu, với hy vọng được nhìn thấy chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời. B-21 được giới thiệu rộng rãi vào tháng 12 năm ngoái và sau đó tiếp tục có nhiều đồn đoán về ngày bay thử nghiệm. Máy bay B-21 của Northrop Grumman được trang bị vật liệu bề mặt bền hưng và có khả năng tăng hình cao. Do đó, máy bay được kỳ vọng không cần bảo trì quá nhiều, nhờ vậy có thể giảm chi phí vận hành và thời gian ngừng hoạt động tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình toàn cảnh chiến sự hôm nay cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại